chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thường Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Kiên mắc thoái cột sống, viêm mũi dị ứng. Thoái cột sống là một bệnh mãn tính khi địa đệm và khớp bị thoái hóa, xương phát triển trên đốt của cột sống. Những thay đổi này khiến người bệnh đau nhức, hạn chế vận động do các dây thần kinh và các chức năng khác bị ảnh hưởng. Thoái cột sống là một dạng bệnh lý cột sống có thể gây ra nhiều biến chứng khôn lường nếu không được điều trị kịp thời. Nhẹ thì tê bì chân tay, đau nhức, ê buốt tay chân, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc. Nặng hơn có thể dẫn tới teo cơ, tê liệt tay chân, bại liệt và tàn phế vĩnh viễn. Triệu chứng: thoái cột sống gây đau mỏi ở cổ vai gáy, thắt lưng, đau tăng lên khi đi lại hoặc gây vận động nhiều. Dây thần kinh bị chèn ép, gây mất cảm giác ở phần cột sống liên quan. Đau tê ở cổ, lan xuống hai tay, ngứa ra nở tay, đau nửa đầu, hoa mắt chóng mặt, khó nuốt. Thoái cột sống lưng, gây đau tê ở vùng thắt lưng, lan xuống mông, đùi và hai chân, cơ bắp yếu đi, đặc biệt là ở tay và chân. Cơ thể mất cân bằng, sự linh hoạt ở cổ, lưng và chân tay giảm đi, mất kiểm soát đường tiểu tiện hoặc đại tiện, rối loạn thần kinh thực vật. Thưa quý vị, viêm mũi dị ứng là tình trạng nước niêm mạc, màng lót bên trong mũi bị viêm. Viêm mũi dị ứng là một trong những loại viêm mũi xảy ra khi bạn hít phải dị nguyên, chất gây dị ứng. Đây là một dạng phản ứng của cơ thể để chống lại dị nguyên. Triệu chứng thường gặp: hắt hơi sổ mũi, ngứa mũi, mắt, cổ họng, da và các vùng khác trên cơ thể, ho, nghẹt mũi, viêm hoặc ngứa họng, chảy nước mắt, xuất hiện quầng thâm dưới vọng mắt, đau đầu thường xuyên. Triệu chứng dạng chàm như xuất hiện vùng da bị khô, ngứa và thường có mụn nước. Phát ban, mệt mỏi, đau đầu. Để điều trị căn bệnh này, nhiều bác sĩ chuyên khoa đã khuyên bệnh nhân nên điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, phương pháp cấy chỉ cắt gút là một phương pháp an toàn, lành tính, ít biến chứng, hiệu quả điều trị cao. Ngoài ra tiết kiệm chi phí, thời gian cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.